Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đình duy lại theo dõi chuyện xuyên không ngờ về thời minh với diễn biến tập 124. Mỹ nữ Tứ Xuyên, phong thái thật giống với thiếu nữ vùng Giang Nam sông nước, một tân mềm mại đáng yêu, khuyết thiếu. Ngà hiện tại Tứ Xuyên không trồng ớt, Dương năng lập tức nghĩ xem mình mang tới đây bao nhiêu mầm ớt. Chỉ thấy Chu Huyền Y cùng nàng mỉm cười nói vài câu, sau đó liền trở về. Khi bóng hình thiếu nữ thất tha ẩn dần vào trong rừng trúc, Thủy Trung vẫn chưa thấy rõ diện mạo của nàng. Chu Huyền Y vào cửa cười nói, Mới rồi ta phân phó phức tử, đem hai con cá kia làm canh, thịt kho tàu và vài món cay mỹ thực của Tứ Xuyên. Hôm nay cùng đại nhân tán gẫu, đêm nay cùng đại nhân tuyến lưỡi nhà <laughs> món cay Tứ Xuyên khởi nguồn từ ba nước cổ đại là Thục, Hán, Tấn, từ hình dáng sơ khởi đến tùy đường, thành hình nên tư vị mùi hương, ngay cả khi cây ớt chưa du nhập cũng sớm trở thành một trong tám món chính trong danh chấn hoa hạ. Chu Huyền Đi là thuộc nhân, khó tránh khỏi có chút tự hà muốn khoe. Dương Lăng ngạc nhiên, mới vừa rồi chứng kiến thấy cô gái xinh đẹp động lòng nói chuyện thế, nhưng lại là tỳ nữ phức tử, nhìn tỳ nữ biết đến chủ nhân, chỉ nghe được âm thanh, không biết thân hình, là loại nào nhân vật. Tứ xuyên xuất mỹ nữ à? Dương Lăng trong lòng lặp lại một câu. Tống tiểu ái mang cung đào, hay phải phải phẩy cành trúc cùng với ngũ hán siêu sóng vai đi trong rừng trúc à sẽ nhanh đến thành đô thôi cha chàng có dễ không vì sao lại hỏi có dễ không ngũ hán siêu nhướng mi ai da, chính là tống tiểu ái đôi má đỏ lên xấu hổ chính là cha chàng thái độ thế nào tính tình ra sao có hay không phản đối chúng ta cùng một chỗ không vân vân ngũ hán siêu yêu nhất cái bộ dạng nàng quẫn bách Lúc này mục đích đã được nhịn không được cười ha ha. <cười> Yên tâm đi, cha ta thực hiện lành. Ông là tiến sĩ năm thứ 12 hoàng trị, làm quan thanh điêm, thái độ làm người hòa ái, văn nhân từ nhã, nho nhã rộng rãi. Diện mạo thì cũng không hung dữ. Ta là con của ông, nàng xem không phải là biết sao, không cần lo lắng. Ngũ Văn Định là văn nhân, nhưng thiện văn, thiện võ, hơn nữa thượng võ, nếu không cũng đã không cho con trai đi tới vũ đương học, mà không hết đi thi khoa cử, làm quan thanh liêm không giả người này tính tình khẳng khái thích đảm binh pháp giỏi tra án từng vì một vụ án đối trọi với công tử ngụy quốc hình tượng thật như gà trọi thái độ làm người cũng hòa ái cũng không giả đó chỉ là đối với đứa con vài năm mới về nhà một lần từ nhã vân vận vẫn là không giả đó là đối với phu nhân của ông về phần diện mạo dâu dài quá bụng thắt lưng vây ba thước mắt hồ mai rậm ngô hắn siêu là giống mẫu thân tống tiểu ái điềm đạo nở nụ cười trong tay cảnh trúc diêu diêu trong lòng cũng phiêu phiêu vui vẻ. Nàng bỗng nhiên dừng cước bộ, trụ lấy cổ Ngô Hán Siêu, nói, tiểu ngũ, đến hôn ta một chút. Ngô Hán Siêu hoàng sợ, vội vàng nhìn khắp nơi nói, không được, nhóm quân binh đang đi tuần tra, muốn họ trông thấy sao? Không có việc gì, một chút thôi, ngoan. Tống tiểu ái chu đôi môi mọng đỏ đã muốn hướng tới. Người nào, đi ra. Ngô Hán Siêu đột nhiên đẩy nàng ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một bên rừng trúc, bàn tay đã nắm lấy chuối kiếm. Ê, có người, tấm tiểu ánh vừa thẹn vừa giận thân binh của dương lang đều đã trú tại trúc viên mọi nơi tuần tra đều là người của nàng nếu bị giao hỏa nào thấy nàng vừa rồi nàng thật không muốn sống nữa lén cùng lang quân thân thiết nữ tử nào cũng dám nhưng công khai biểu diễn cho người khác xem thì dù có dũng khí hơn nữa cũng không dám dương trúc mặc dù rậm rạp nhưng là cành trúc nhỏ không gian vẫn luôn có chỗ hở gần gần là không thể giống người chỉ có ánh mắt hai người không tự chủ đều hướng về một chỗ nơi đó là một bụi trúc cao hơn nửa người cành rậm rạp Ngươi muốn trốn cũng chỉ có thể ở chỗ đó. Tống tiểu ái thẹn qua hóa giận, quát. Là kẻ khốn nào, lập tức lan ra đây, nhận chết cho ta, bằng công chớ trách. Gió thổi lá xào xạc, sau cả rừng trúc một mảnh tĩnh mịch, không hề có động tĩnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh ngưng chọc. Ngô án Siêu chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, Tống Tiểu Ái cũng tháo xuống cùng tên tra vào nỏ, hạ thấp thắt lưng rồi từ từ tiến tới gần. Đột nhiên có động, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, Tống tiểu ái hoàng sợ nhìn thấy trước mặt một đôi phi tiêu cắm xuống đất, là tức lại len keng hai tiếng. Ngụ án siêu thì lực kinh người, đằng sau bụi trúc liên tiếp bắn ra phi tiêu, tất cả đều bị y gạt ra. Tống tiểu ái giận, lóc công tiện bắn về phía giữa bụi trúc, cũng không có kẻ nào xuất hiện. Bỗng một kẻ đội đón tung người lên không trung, tay cầm đao hướng nàng chém xuống. Ngụ An Siêu lôi nàng ra, nghe đến răng rắc là kẻ nọ thu đao không kịp, một thân trúc nhất thời bị chém thành hai nửa, người nọ phản ứng cũng cực nhanh một kích không trúng lập tức đổi thế một cành trúc dài còn đầy lá um tùm hướng hắn siêu và tiểu ái người nọ nhanh chóng xoay người chạy vào rừng trúc thân hành chỉ kịp lóe lên đã thấy cách xa vài chục trượng tên pháp thật kinh người tống tiểu ái chỉ cảm thấy bên người thân ảnh nháng lên đã thấy ngũ ăn siêu mau chóng đuổi theo động tác mau lẹ hai người đồng loạt biến mất sâu trong rừng kẻ đó đầu đội nón sát mi tâm thân pháp vô cùng mau lẹ từ đầu tới cuối tống tiểu ái cũng chưa thể nhìn rõ kẻ đó là nam hay nữ già hay trẻ nàng lo lắng cho hắn siêu nên bội vàng đuổi theo nàng đuổi theo một đoạn lại thấy hắn siêu phóng nhanh bay trở về nàng ngạc nhiên nói nhanh như vậy người đâu mất dấu hay là đã giết ngô ăn siêu lắc đầu nói mất dấu tống tiểu ái đôi mắt trâu chuyển vòng bỗng nhiên cười tùm tìm có phải hay không sợ ta bị kẻ nọ bắt mất lúc nãy mới như lửa thiêu mông mà chạy trở về ngô ăn siêu từ khi nếm qua một lần bi thảm làm dương lăng bị kẻ khác bắt đi đích xác là đã giác ngộ bảo tiêu không nên đấu với giang hồ hiểm ác lấy an toàn là trên hết nếu không bảo vệ nổi người có giết được vạn kẻ khác thì vẫn là thất bại nên y vội vàng quay lại chính là lo kẻ nọ có đồng bọn tại nguy hiểm đến tống tiểu ái đồng thời quay lại cũng là vội bầm báo cho dương lăng để hắn đề phòng nghe xong tiểu ái nói mặt y nghiêm lại nói lắm miệng cậu có kẻ bắt nàng đi sau này tai được thanh tịnh đi mau trở về bầm báo đại nhân tống tiểu ái không nghe được lời muốn nghe bĩu môi rồi không căm lòng trong rừng trúc chỉ nghe tiếng của nàng khẩu thị tâm phi giả mộ xa mưa ngụy quân tử ngay cả câu dễ nghe cũng không thèm nói ngay cả người nhà cũng không dám cả chỉ nghe ba một tiếng giòn vang tấm tiểu ái ai một tiếng là nhài ngưng hẳn ngô hán siêu cười ha ha nói ha ha, gia pháp dương đại nhân quả nhiên dùng được hơ, về sau nên thường dùng tống tiểu ái thanh âm không thuận không buông tha nói gia pháp nhà dương đại nhân đánh mông tốt 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 chàng dám nghe lén xem ta thế nào nói cho đại nhân Huyện Lô là một huyện thành nhỏ, chẳng những huyện dịch quá nhỏ mà tệ xã của chủ trấn hiển nhiên cũng không thể vừa mắt quan kinh thành. Cho nên phù thề trục phán phán muốn nổi bật, rõ ràng lấy rừng trúc làm nhà bởi dương lăng ở tại nơi này thường lãn khắp nơi một màu xanh ngọc như biển, vẻ đẹp thiên nhiên quả nhiên hơn ngàn lần kim vàng hào nhoáng. Dương lăng vào nhà, khắp nơi mùi thơm ngát, bước ra ngoài là mãn nhãn một màu xanh biếc, cũng quả thật rất thích nơi này. Phòng ốc đều lấy trúc đan lại mà thành, một hàng ba gian phòng trúc có phòng ngủ thư phòng và phòng tắm đến thùng tắm cũng được làm rất tinh xào đẹp mắt bên ngoài xếp trúc bên trong lại lót lớp gỗ dương lăng ngồi trong thùng nắm một nắm muối với lá trà bỏ vào trong nước thuận tay lay động là nước trong xanh thích ý nhắm hai mắt lại đầu gối lên khăn lụa trắng nõn bên thùng thở dài chậm rãi nói à nếu là ở nhà thật là tốt gọi ngọc nhi mắt ra cho ta một chút càng thêm thoải mái Nói đến đây hắn chợt nhớ tới đôi tay ngọc non mềm của Cao Văn Tâm mới thực có nghề. Chỉ dựa vào một đôi tay có thể làm cho người ta thư thái như tiên. Nhưng hắn lại càng thêm quyến luyến nhớ tới hầu gia phủ của Cao Lão Trăng. Nơi đó hắn tự hắn và ấu nương từng chút xây dựng lên. Đến nay, gia đại nghiệp đại, nhân đinh hưng vượng. Chỉ có tại nơi đó hắn mới có thể thả lòng chính mình. Ngừng trong chốc lát, hắn mới nói. Nói đi. Chuyện sinh tử giao kề cổ ta đều đã gặp qua, cũng thành thói quen. Hán Siêu không cần khẩn trương như vậy, bất kể là hoàng đế hay là quyền thần, phàm là kẻ cao cao tại thượng ngồi trên người khác, liền nhất định có kẻ muốn hạ ngươi xuống dưới. <laughs> chuyện này tới Ba Sơn đất thục, các căn bản không nghĩ tới yên ổn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Quán Hán Siêu cười khổ nói, <cười> đại nhân, ngài không khẩn trương nhưng ti chức trọng trách trên vai. Khi nãy thuộc hạ tuần tra trong rừng, phát hiện có người rình người này võ nghệ cao cường tuyệt không thua kém thuộc hạ hơn nữa phát hiện không thể hành động liền lập tức bỏ trốn không hề mải may do dự xem xét tình hình quyết định rất nhanh nhất định không phải là kẻ tâm cơ tầm thường Ừm, có thể làm cho hán siêu thất thần nhất định kẻ đó không thể coi thường dương lăng hơi trao mày mở mắt ra nói nếu như là ta có thể tiếp hắn được mấy chiêu ngũ ân siêu một phen ngây người thẳng thắn nói đại nhân thiên tư thông minh căn cốt kỳ giai đích thực là võ học kỳ tài dương lăng khoát tai nói được rồi, được rồi, huynh đệ chúng ta không cần nói vòng vo. Ta kia mấy lần ta biết được, người nói thật đi. Ngô Ấn Siêu cười gượng hai tiếng nói. <laughs> Một chiêu. Hả? Dứt Lăng trừng mắt nhìn Ngô Ấn Siêu thật lâu mới nói. Ta thật sự kém cỏi như vậy hả? Ngô Ấn Siêu giải thích. Nếu là đường đường chính chính luận võ so chiêu, đại nhân có thể chống đỡ mười chiêu, nhưng là liều mạng, đối phương vừa xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Đại nhân tập võ chưa lâu, công phu hòa hầu chưa đủ, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, đối thủ còn dành dạy ám khí, cho nên dừng Lăng nét mặt một trận co rúm nói ê cái đó không cần nói nữa quay lại chuẩn bị cho ta hai ống tay nỏ hỏa mai còn nữa chuẩn bị cho ta dây lưng lấy hỏa thương ăn à nước ni tặng trong dương ra đây ta muốn đeo ngô ăn siêu nhịn cười nói vâng đại nhân có muốn mặc bộ nhuyễn giáp được dương lăng oán hận nói ta muốn võ trang đầy đủ muốn đấu với trời một trận sàng khoái đấu với đất một trận sàng khoái đấu với người một trận sàng khoái ngô ăn siêu thấy biểu tình của dương lăng nhanh muốn điên rồi vội vàng dịu giọng nói đại nhân yên tâm từ chức nhất định không rời đại nhân bên người được giờ từng phút bảo vệ an nguy của đại nhân dương lăng chợt im lặng rồi đột nhiên sâu kín nói <laughs> ta chỉ đùa ngươi một chút thôi có đôi khi con người không thể cùng vận mệnh tranh đấu tận lực là tốt rồi ở một dị quốc xa xôi đã từng có một đại nhân vật oai phong một cõi trong lúc uống sữa lại bị một sợi lông dê sặc chết còn có kẻ càng xui xẻo hơn hắn đang đi đường lại bị một con rùa từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu mà chết chỉ bởi vì hắn chọc đầu Hán siêu, ngươi biết không? Lần này tới Tứ Xuyên ta thực sự có điểm sợ hãi. Có cảm giác có cái gì đó rất nguy hiểm, nhưng ta không thể không đi. Nếu ta thực sự chết ở nơi này, Âu cũng là ý trời. Ngươi không cần ai náy. Đến lúc đó, ngươi hãy trở thành sư phó của con ta. Dạy chúng trở thành người thật bản lãnh, giúp ta chiếu cố chúng. Ngũ Hán Siêu nhìn thần sắc của dân lang nghiêm nghị, không giống nói đùa, đang bắt óc suy nghĩ, không hiểu rồi làm sao có thể từ trên trời rơi xuống. Còn trùng hợp đập chết một người, đầu chọc và cái chết có cái gì liên hệ chợt nghe dương lăng lời nói ra giống như là đang ủy thác chăn chối thì không khỏi cảm thấy sợ hãi đại nhân người người thế nào lại nói ra những lời như vậy dương lăng nhẹ nhàng lắc đầu nói sang chuyện khác người không điều tra rõ thân phận quán ngô an siêu lắc lắc đầu dương lăng lại gật đầu nói như vậy xem ra phu thê huyện chủ nơi này còn có vài kẻ tài cũng không có gì đáng nghi ta nghĩ bọn họ muốn tra mục đích của ta ra tới nơi này cũng không cần phải ăn bài kẻ lén nút lại còn không dám tiến vào nếu như mua giết ta, càng không thể động thù ở trong nhà bọn họ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, không còn cách nào khác, chúng ta ở ngoài sáng, hắn lại ở trong tối, mục đích không rõ ràng, người lại tìm không thấy, chỉ còn chờ hắn lại xuất thủ, cẩn thận một chút là được, người không cần vì vậy mà lo no lắng quá. Ngô Ấn Siêu nhận mệnh, lúc này, lúc đại bồng truy ghé đầu vào to giọng nói, đại nhân, liễu đại nhân từ thành đô tới rồi. Ngô Ấn Siêu cũng có chút xấu hổ, chợt lại nhớ tới kẻ bí ẩn kia, vội nói, À, trong điển cố của người Hán cho tới giờ, ta chưa từng nghe nói qua có người đi đường lại bị một con rùa từ trên trời rơi xuống đập chết. Cả người ở nơi đó có từng nghe nói qua không? Tống tiểu ái giở lên trán của hắn siêu nói, Người phát sốt à? Như thế nào lại nói mê sảng? Ngô An Siêu cười khan nói, ha, là ta nghe đại nhân nói. Ta thấy đại nhân không giống nói đùa, hẳn chuyện này là có thật đi. Tống Tiểu Ái chợt nói, ồ là đại nhân nói nha, vậy nhất định là sự thật. Đại nhân tài trí hơn người, học quán cổ kim, trung ngoại trừ quốc, bao quát bạn tượng, nói chuyện ngươi không biết cũng không đáng ngạc nhiên Ngô ăn siêu ăn phải giấm chua nói đại nhân có tốt như ngươi nói sao đây còn chưa tới thành đô ngươi như thế nào lại có gia cát lượng nhập rồi tống tiểu ái che miệng ha ha cười dùng bà vai vô cùng thân thiết đụng qua bà vai hắn mỉm cười ngươi sao vậy ghen hả Hơ, ngươi là đại nam nhân mà hai người bên ngoài nước mắt đưa tình bên trong lữ bưu đã đem tình hình điều tra ở thành đô rõ ràng giành mạch bẩm bám một lượt sau đó nói tóm lại Tức xuyên thoạt nhìn không hề thái bình yên ổn như những lời đồn ở kinh, dân chúng cũng không phải là ăn cư lạc nghiệp, không phải chịu ức hiếp gì. Nơi này sinh sống nhiều bộ tộc, thường xuyên phát sinh chiến loạn, mặc dù chưa từng có trận chiến nào quá lớn, nhưng cũng chưa từng có thái bình hoàn toàn, chỉ có điều hỗn loạn đều bị quan địa phương trấn áp đúng lúc. Quan địa phương lại vì thành tích cho nên một mực báo cáo tình hình nơi này ổn định thái bình về phần dân chúng. thuộc vương phủ kinh doanh đã hơn trăm năm, đất tục 10 phần thì đã đoạt lấy 6-7 phần, dân chúng phần lớn là tá điền đều phải dựa vào vương phủ kiếm miếng cơm ăn. Bởi vậy trước mắt dù chưa tìm ra dấu hiệu thục vương muốn mưu phản, nhưng nếu thục vương muốn làm phản, có lẽ khả năng lập tức triệu tập được toàn bộ dân chúng đất thục. Bởi vì tất cả dân chúng ở đây đều là gia đình của hắn, cho nên hắn tất nhiên không cần quan tâm đến chỉ huy sứ. Điều động một chút quan quân cũng không làm gì. Đấy cũng không thể chứng tỏ hắn không có ý làm phản. Quan binh nơi đó, nhất là tướng sĩ hạ cấp trung cấp đều đã ở đó cả trăm năm, đã hoàn toàn trở thành người đất thục rồi. Dân lăng tán thưởng nói, người có thể nghĩ như vậy, đúng là đã thông minh hơn trước. Tuy nhiên chỉ bằng như vậy cũng không thể chứng minh Tục Vương có ý mưu phản. Tục Vương trong đám trừ vương có tiếng là hiền minh, đây cũng không phải là mua danh cầu lợi, nhưng bất luận đánh giá cái gì đều phải xem qua ai là kẻ bình luận, nhìn nhận từ góc độ nào. Trong mắt hoàng đế, Tục Vương là kẻ an phận thủ thường, tận trung với hoàng thất. Trong mắt các quan viên trong triều, Tục Vương không can dự chính vụ, không tham nhũng hối lộ. Trong mắt đám văn nhân mặc khách, Tục Vương tu bổ cầu đường, xây dựng lớp dân học. Người như vậy đương nhiên chính là một vương giả tốt, chỉ vì được xưng tụng là hiền vương mà sẽ được thiên hạ ghi công hay sao như vậy liền phải đem toàn bộ dân chúng đất thục trở thành người nhà của mình <laughs> điều này hiển nhiên là không thể nào hắn suy nghĩ một chút rồi nói thục vương sinh bệnh có thể nào là sự thật liệu bưu nói vâng là một loại bệnh kỳ quái mời rất nhiều danh nghi trị vẫn không khỏi cái này không giống giả bộ ti chức từng phái người hỏi thăm lang trung đã được mời đến khám cho hắn còn có đạo sĩ bên thanh dương cùng tất cả đều nói cùng một ý một người muốn giả bệnh cũng nên để ít người tiếp xúc mới càng dễ bí mật lý nào lại giống trống khô chiêng rầm rộ sợ người trong thiên hạ không biết tuy nhiên thì chức lớn mật đoán rằng đông sường đã nắm được bản ghi chép tục vương có ý mưu phản nhưng bây giờ hoàn toàn không có động tĩnh gì ngoại trừ tin tức đông sường đã biết toàn bộ sự thật là giả ra thì có thể nào khả năng tục vương bởi vì sinh mệnh mà bỏ đi ý niệm mưu phản hmm. mọi sự đều có khả năng nhưng không có chứng cứ đừng đừng là một vương gia hơn nữa là một vương gia có tiếng hiển minh triều đình cũng không dễ gì hành động tiếp tục điều tra dù thế nào cũng phải tra xét rồi hãy nói về này không gấp được người vừa từ thành đô đến chắc hiểu rõ tình hình trong kinh thành ở đó giờ thế nào vâng ta nghe thông tin chính là điều đại kỵ của xưởng vệ một thông tin tới đúng lúc có thể chống đỡ hàng triệu quân hùng mạnh cũng có thể đáng giá vạn lượng hoàng kim đây là lời đại nhân chính miệng truyền dạy khi mới thành lập nội sưởng ti chức làm sao dám quên liễu bưu cười nói ti chức ở thành đô vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với kinh thành đại nhân vừa khởi hành xuống phía tây thành đại nhân liền căn dặn trung tâm thông tin chuyển tới thành đô rồi tin chức trong người đang có bức thư viết tay của tiêu đại học sĩ từ kinh thành gửi cho đại nhân chỉ vì tin chức lúc vào cửa liền nói đến tin tức thủ vương cho nên đã làm trễ này liễu bưu nói xong từ trong người lấy ra một phong thư cung kính đưa cho dương lăng dương lăng nắm lấy khăn lông lớn bên thùng tắm lau sạch nước trên tay cẩn thận đánh giá con dấu đỏ trên phong thư là thật lúc này mới xé mở rồi lặng lặng xem tiêu phương trong thư đã từng thật tỉ mỉ tình hình phát sinh mấy tháng sau khi dương lăng rời kinh lại phân tích tường tận cục diện chính trị trong triều hiện tại vì tiêu các lão này đã lo âu vạn phần trong lòng hoang mang lo sợ rồi mấy thế lực lớn ở kinh thành theo thứ tự là phái dương lăng phái lưu cần phái nguyên lão phái trung gian trong triều quan viên văn võ thần tử trong ngoài về cơ bản đều phụ thuộc vào tứ đại phái này phái dương lăng nắm chắc trong tay quân đội và tổ chức đặc vụ lưu vũ quản lý binh vụ dương lăng trong quân ảnh hưởng ngày càng sâu những phái này về cơ bản không nắm thực quyền các quan viên dưới trướng hoặc là những quan nhỏ nhất thậm chí là hàng lục phẩm thất phẩm hoặc là những chức quan nhàn hạ ngày thường chỉ ngâm thơ vẽ tranh một năm cũng không có người tới cửa bái phòng nhờ giúp đỡ nhưng người khác không tới tìm bọn họ lại chủ động đi tìm những người này tuy rằng chức quan không lớn nhưng mà hàng thất phẩm cũng có thể vạch tội hàng nhất phẩm lực sát thương chính trị là vô cùng lớn bọn họ nắm quyền giám sát đủ loại thành tích của quan lại tuần tra sự thanh niên ở các quận huyện cải chính các án hoàn tư pháp mặc dù làm cho người ta e ngại nhưng cũng khiến cho người ta khá sợ hãi nếu thực sự bị bọn họ nắm được nhược điểm, kẻ đó không chết cũng bị trình đến lột một lớp da. Dương làng không có điểm yếu, lại được hoàng đế tin cần nắm trong tay đại quyền, thế nhưng vẫn bị đám người này từng đẩy vào thế bất lợi, chật vật không chịu nổi, thậm chí đến tận bây giờ thành danh của hắn ở vài nơi vẫn không được tốt, tất cả đều chính là kiệt tác của đám người này ban cho. Những đại nhân vật trọng yếu đứng đầu trong phái này như là Mã Văn Thăng, Lưu Đại Hạ, Hàn Văn đều đã lần lượt rời bỏ chức vị, hiện tại nhân tài suy bại, trước mắt trên danh nghĩa đứng đầu phải là đám lý Đông dương dương đình hòa cùng với vài vị nguyên lão ở hàn lâm viện ngự sử đài nhưng đám người này không quyền lực tập trung một mối như dương lăng và lưu Cẩn mà lại tổ chức co chút rời rạc lúc này chính là cơ hội của lưu Cẩn, hàn văn vừa rời bỏ lưu Cẩn đã nhân cơ hội uy bức bỡ lợi dụng đem danh lợi phong quan lôi kéo đám người thấy lợi quên nghĩa ở trong đạo khoa cho hắn tùy ý sử dụng làm phân hóa hệ thống giám sát và tuyên truyền khiến một bộ phận quyền lực hiện đã thuộc về lưu Cẩn từ trước đến nay luôn có một sự thật chính là kẻ phản bội luôn khiến người ta hận hơn là kẻ thù. Hán gian càng bị oán hận hơn là loài quỷ dữ. Chính những kẻ phản bội này đã làm dấy lên nội oán ghét của những kẻ đồng sự vẫn giữ phẩm hạng và lòng trung thành, vì thế mà bắt đầu nội loạn. Điều này làm cho nội bộ phái suy yếu, lại không có một kẻ đứng đầu nào đủ mạnh mẽ để ngăn lại, khiến Lưu Cẩn nhân cơ hội mượn gió bẻ băng, đuổi đi một đám người, làm suy yếu một đám người, lại dọa một đám người không dám ho hè đợi đến lúc Lý Đông Dương Dương Đình Hòa nhận thấy tình thế khó mà kiểm soát, cuối cùng quyết định ra mặt thì thế trận đã rơi vào tay Lưu Cần. Hai người này tận lực cũng chỉ có thể bảo hộ một đám người khỏi bị bãi miễn chức quan, nhưng đám người này vẫn là những phần tử có vấn đề, hiện tại chỉ có thể im lặng để tự bảo vệ chính mình, không có được một kẻ đứng đầu đủ cơn mạnh thì nói gì đến việc can dự chiều chính. Trong tình thế nghiêng về một bên trước mắt, ngoài trừ phái trung gian vẫn duy trì trạng thái trung lập và Dương Lăng lúc rời kinh đã phân phó chỉ có thể đá mặt đá trái không đối kháng với Lưu Cần mới có thể tránh được tổn thất thì Phái Nguyên Lão cũng đã mất đi năng lực trực tiếp đối đầu với Lưu Cần vì thế mà lực lượng của Y ngày càng lớn mạnh hiện tại ở Kinh Sư chỉ mình Y nắm thế độc tôn dần dần đã có kẻ sau lưng tôn Lưu Cẩn là lập Hoàng Đế Hoàng Đế đứng lúc thượng triều ngồi ở ngay vàng là chính đức Hoàng Đế mà hắn lúc này cũng ở bên cạnh người thì chính là Hoàng Đế đứng quyền thế ngút trời ngông cuồng tự đại Tiêu Phương lo lắng đối với sự việc này mới khẩn cấp viết thư cho Dương Năng xin hắn chủ ý bằng không đợi đến lúc hắn hồi kinh điện hạ đã nằm trong tay lưu cần rồi dừng làng xem kỹ gõ gõ lên tờ giấy viết thư nét mặt lộ ra một tia xem thường mà cười nói Hờ, lập hoàng đế à nếu đã xưng hoàng đế thì còn lập cái gì hoàng đế cho hắn đứng hắn mới đứng được bảo hắn nằm xuống hắn cũng không dám đứng hắn vẽ chút nước lên trên mặt giấy nhìn nét mực dần dần loang thành một đoàn trầm tư một lúc sau mới hạ tay xuống đem bức thư đã ẩm ướt nước không còn thấy được bút tích quăng đi nói người lập tức trở về thành đô ở nơi đó bảo toàn đại cục không có chuyện gì trọng yếu thì không cần đến gặp ta phái kẻ khác đưa tin tới là được rồi không được để những kẻ đang dòm ngó biết được sự có mặt của ngươi dương lăng lại tươi cười nói người thay ta trả lời tiêu các lão một câu trí tuệ vẫn nắm việc định liệu trước các lão ngủ yên không cần phải lo những lời này cũng có thể khiến lưu vũ biết được nếu không phải là đối với lão huynh đệ sợ là muốn ngủ cũng ngủ không được không chừng một ngày nào đó phải chạy đi tìm lưu cần uống trà nói chuyện phía một chút rồi liễu biêu mỉm cười chắp tay nói vâng ti chức tuân mệnh kỳ thực dù không nhìn thư thì y cũng không hoàn toàn không biết tình hình trong kinh thành trong lòng cũng luôn vì dương lăng mà cảm thấy băn khoăn nhưng lúc này lại thấy dương lăng thần thái thoải mái biết hắn tất có đối sách thì lại thấy yên tâm dương lăng gật gật đầu ngẩng mặt lên nhắm lại hai đôi mắt ừm người trước anh nghỉ đi sau đó lập tức quay về đi ta phải nghỉ ngơi một chút. Liễu Bưu Vông một tiếng lặng yên lui ra ngoài, dừng lặng lại cẩn thận suy nghĩ thật lâu, đem tin tức tình hình thế lực các phe phái ở kinh thành mà Tiêu Phương truyền đến cẩn thận xem xét lại một lượt, cũng hiểu được mối nguy trước mắt. Thế lực của Lưu Cần có nguy cơ không khống chế được, ngọn lửa này cứ để cháy lớn, bản thân hắn cũng có thể bị lửa thiêu, phải ứng phó như thế nào đây? Trí tuệ vẫn nắm việc định liệu trước, kia câu nói chỉ là để ổn định nhân tâm, đối sách thực sự, hắn còn chưa có nghĩ ra dừng lằng nuốt nước bọt cố gắng hồi tưởng thật lâu đem từng trận tranh quyền đoạt vị từ cổ trí kim trong nước ngoài nước mà bản thân nhớ rõ từng trận một cân nhắc một lượt kết hợp với tình thế hiện tại rốt cuộc cũng nghĩ ra được một biện pháp hắn cân nhắc lại mấy lần cảm thấy kế này tính khả thi rất cao mới đứng dậy khóe miệng của dương lăng chậm rãi nhếch lên lộ ra nụ cười châm biếm thản nhiên nói tranh đi đoạt đi không như vậy thì đám lão thần cũng sẽ không bị người ngoài hoàn toàn đầy về bên ta từ nay về sau sẽ chắc chắn trở thành đồng minh của ta. <laughs> Hiện tại cứ để cho ngươi ở kinh thành tự do tự tại. Một khi ta đã hồi kinh, sẽ có biện pháp lật đổ thế lực ngươi mít khổ công xây dựng. Ngoan ngoãn trở lại hậu đình của ngươi, chờ ta tấn công đi. Nếu ta thực sự bỏ mạng ở tứ xuyên, hắn sâu kín thở dài. À Đức Nhi khi đó phải nhờ vào nàng rồi, đem phong thư mật ta gửi ngươi giao ngay cho Vân Nhi. Nàng ấy nhất định sẽ giúp được ta. Khi đó ta ở dưới cầu thuyền cũng có thể yên lòng khi hắn xuống tây bắc đã viết một phong thư giao cho đức ni tuy trong thư đã nói rõ mọi chuyện phải do thành khởi vận sắp xếp nhưng hắn biết rõ tính cách của thành khởi vận thành khởi vận không phải là triệu tử long cho nên không thể cùng nàng chơi trò mở túi gấm cho dù nàng ngoài mặt đáp ứng nghe lời chỉ cần chính mình vừa đi nàng ấy nhất định sẽ lập tức mở thư cười gian mà nói con người bản tính vốn đa nghi nàng ấy quyết không suy đoán một vòng hồ đồ bí ẩn mà nhẫn lại chờ thêm mấy tháng thành khởi vận ở trước mặt hắn là người nhu tình như nước xinh đẹp quyến rũ lại săn sóc dịu dàng, hết mực cung phục. Nhưng Dương Lăng biết rằng nàng đây chỉ là đối với hắn mà thôi, bởi nàng đã coi hắn là nam nhân, có thể dựa dẫm cả đời, quyết đi theo hắn. Thành cải vận thật tâm trân trọng hắn, hơn nữa còn trọng yếu hơn so với sinh mệnh của chính mình. Cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ vì một mình hắn. Sự chân thành của thành cải vận cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi. Tính cách đa nghi, lạnh khớp tàn nhẫn, âm hiểm cũng không có thay đổi nàng sẽ không vì nước vì dân cũng sẽ không quý trọng bách tính bộ dáng hiện tại của nàng chỉ bởi vì chưa có đất dụng võ hơn nữa được tình yêu của hắn bao dung cho nên mới lộ ra vẻ ngoan ngoãn giả tạo ấy mà thôi một khi ý thức được nguy hiểm trước mắt vì bảo hộ chính mình nàng có thể không chút nào thương hại mà hy sinh những người khác tài trí hơn người tướng mạo xinh đẹp vô song từ nhỏ lại nhận đủ loại ước hiếp thống khổ chưa từng có người đưa tay cứu giúp nàng hay hiển thị ân tình tất cả chỉ lộ ra vẻ thèm muốn thân thể của nàng cứ như vậy trôi đi tâm tình của nàng đã sớm cứng như sắt đá rồi. Nếu bị nàng biết được hắn trong lòng ôm ý niệm phải chết ở đất Tây Bắc, dựa vào tình yêu của thành người vận dành cho hắn và tính cách của nàng vì hạnh phúc của bản thân có thể không từ thủ đoạn, đối với thiên hạ sống chết cũng không thèm nước mắt một cái. Dừng làng có thể kết luận, nàng nhất định sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu khả năng nguy cơ này có thể xuất hiện. Dừng lặng không có nhiều hiểu biết đối với những thủ đoạn hại người như vậy, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với thành khởi vận ít nhất cũng có thể phỏng đoán ra những biện pháp mà nàng có thể nghĩ tới để đạt được mục đích cái thứ nhất là mặc kệ thuộc vương phủ trên người gần một vạn người thân tộc và người nhà có hay không có ý mưu phản chỉ cần tạo ra bằng chứng chỉ đích danh thuộc vương mưu phản như vậy triều đình có thể trực tiếp phát binh không cần đến hắn đi kiểm chứng cái thứ hai là trước khi hắn đến được tứ xuyên liền phái đi vài người thân tín dùng hết mọi thủ đoạn độc ác đem thuộc vương và những kẻ có tư cách kế thừa danh hiệu thuộc vương toàn bộ giết sạch, triệt cò tận gốc. Thục vương nói giống đều đã tuyệt, tiếp tục kiểm chứng thục vương có hay không ý niệm mưu phản cũng là vô nghĩa. Loại sự tình như vậy nàng nhất định làm được, dù phải hy sinh nhiều người vô tội, chỉ sợ nàng ghen bản sẽ không thèm để trong lòng. Cho nên hắn mới gửi lời chăn chối, giao cho Đức Ni, lại thêm nhiều lần báo cho nàng ấy biết, trừ khi hắn gặp bất chắc, nếu không vài lần không được đem thư giao cho thành khởi vận, nếu không sẽ xảy ra đại họa. Đương nhiên, chỉ bị giải thích cho nàng ấy chuyến đi tứ xuyên quán không có gì nguy hiểm, đấy chỉ là sự sắp xếp thường thấy của những người chức cao, vọng trọng ở các nước phương Đông, mà cũng mất nửa đêm thuyết phục, cuối cùng vẫn phải dựa vào liên tiếp hôn môi thân mật mới có thể ngăn chặn A Đức ni liên tiếp hỏi vì sao. Dung nhan xinh đẹp mang theo ý cười ấm áp, đôi lông mày kẻ đậm như dạng núi xa, phảng phất ý thu mờ nhạt. Thác bạt yên nhiên, một bên ngoan ngoãn, để mặc cho chu nhượng cận trải tóc một bên lại hướng trí bừng bừng nói <laughs> nữ nhân lòng dạ đúng là luôn tò mò chu nhượng cận cười khổ lắc đầu đem chuyện phát sinh ở nhà trúc tường thuật lại một lần thóc bà đen nhiên nét mặt vui sướng thấy người gặp họa hà hê cười nói <cười> không thôi hắn cái thứ cuồng loạn để mắt trên đỉnh đầu không nhìn thấy gì cho nên mỗi dính cho là đúng rồi để hắn nhận giáo huấn cũng tốt những lời này ta đã sớm muốn nói <laughs> còn nói người khác Ngươi không phải như vậy sao? Chẳng qua ngươi cũng là cuồng giấu ở trong lòng, cuồng đến nỗi lấy ra cho người ta xem cũng lười. Thì chỉ có ngươi biết. Thác bạt yên nhiên cười khẽ, lươm hắn một cái, khẽ bút cầm nói. Ờ, nghe ngươi vừa nói thì vị dương đại nhân này đều lo việc triều chính, nhưng quả thật kiến thức không tầm thường. Tuy rằng không giống người, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, văn thảo võ lược, mọi thứ tinh thông, nhưng hắn học tập dốc sức, trên chính đàn nhìn xa hiểu rộng, cũng khó trách hắn năm đó tuy ít tuổi nhưng lại được hai đời đế vương trọng dụng thành danh vang xa đại quyền nắm trong tay chu nhận cận vui thích nói đâu chỉ như thế hắn cùng ta giải thích rất nhiều cái gì không mưu mà hòa cái nhìn tuy rằng có chút quá mức lớn mật mạo hiểm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy rất có đạo lý ta dám nói đại minh hơn một trăm năm qua làm tân từ có thể nhiều vô số nhưng nếu người này ngồi vị trí đứng đầu nội các Hoàng thượng bạo gan để hắn đi làm, sau 30 năm, chiến công của hắn có thể vượt qua hết thảy danh thần, tướng giỏi của tiền triều. Thác Bạt Yên tò mò cười nói, thực sự lợi hại như vậy, hả? có thể làm cho công tử ngươi như vậy hoàn toàn ngưỡng mộ, hắn mới là kẻ đầu tiên. Kẻ toàn tài như Dương Thận cũng chưa từng được ngươi thừa nhận như vậy, có cơ hội ta phải gặp hắn mở mang tầm mắt một chút. Hả? Cái này dễ thôi, vì Dương đệ Nhân này ta lần đầu gặp đã thân, thật là muốn cùng hắn kết giao nếu như ngươi muốn gặp đêm nay lúc tiệc rượu để huyện chủ dẫn đường ngươi đi ra kinh hắn một chén rượu bắt chuyện vài câu chỉ có điều ngươi đừng vận vẹo người ta thi tử ca phú ta thấy dương đại nhân đối với cái này không thành thạo tránh người lúng túng thác bà yên nhiên hé miệng cười nói được rồi được rồi ta cái gì cũng sẽ không vận vẹo hắn ngươi yên tâm chưa người có cần ta đến mặt cũng bịt kín để tránh hắn lại giống với đô chỉ huy sơn đông mới tới nhậm trước kia nhìn người ta như chúng phải ta không sao đại nhân lại chảy nước miếng linh đáng khắp nơi Chú Nhật Cần chạm ngón tay vào môi nàng nhẹ nhàng nhéo một cái giận cười nói <cười> Người nhà, chỉ được cách dẻo miệng, quan lớn ở Kinh Thành còn có mỹ nữ nào chưa thấy qua. Có đến nỗi như vậy mất mặt sao? Ta nghe nói đệ nhất danh kỹ ở Giang Nam, được xưng tùng kỹ nghệ thiên hạ có một không hai. Cho đến bây giờ cũng vẫn chỉ dám yêu thầm hắn. Không sai đại nhân đúng là đại nhân vật, tầm mắt cao rộng. Đã trải qua nhiều biến cố, không thèm để mất tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Yên nhiên đại tiểu thư của ta à? nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống à mà huy ni công tử ngươi không còn rất ngưỡng mộ đại lâu nhi kia sao trong mắt ngươi, nàng ta phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đi đáng tiếc nha, tại thời điểm người ta xinh đẹp danh chính ngôn thuận đồng nhiệt gà đi người tiểu tử thối này còn đang ở nhà chơi nặn đất với ai rồi hay là ngươi thương lượng với công sai dương đại nhân xem sao nói dương đại nhân đem nàng ta nhượng lại cho ngươi dù sao thì trong chốn quan trường tặng nhau mỹ tỷ cũng chỉ là chuyện phong lưu thôi mà hỏng rồi không rồi đồ binh dẫm chua rồi chu nhận cần toát mồ hôi lạnh Thác bà đương nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có điều ghen tuông trầm trọng, chỉ một chút không cẩn thận, lời nói ra khiến cho nàng này sinh ghen tị. Nàng ngay lập tức có thể từ cựu thiên tiên nữ không bám bụi trần, đã mất cái biến thành chủ hiệu giấm chua lão trần tỉnh Sơn Tây. Hôm nay một câu kia đã nói sai rồi. Có thể đoán được cuộc đời y nửa năm sau sẽ không dễ sống. Chỉ cần nàng trong lòng công thoải mái, nhất định sẽ đem những lời nói của y hôm nay dần vật y đến chết đi sống lại, Chú Nhật Cần cuống quýt cười nói. Cảm giác hoạt nị ngang mi thú, hóa xuất văn quân giữ tiết đào. Ngôn ngữ xảo thâu anh vũ thiệt, văn trương phân đắc phượng hoàng mau. Yên nhiên là ba sơn đất thục, đất thiêng lắm mới này sinh ra được một hiền tài. Chỉ là một đại lâu nhi, làm sao bị kịp với ngươi, từ sắc vạn người có một, tài học giấu trong người. Thác bản yên nhiên hơi giãn lông mày ra, con người trong trèo như nước hơi nhìn lên, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, chậm rãi nói. Hứng? Như vậy Nhượng Cận Huynh cảm thấy ta có thể sánh với Tiết Đào hay là có thể giống như Trác Văn Quân. Chu Nhượng Cận hận không thể tự vào miệng. So với ai không so, so với mấy người đó làm cái gì. Hắn vô định lấy ví dụ vài ba tài nữ mỹ nữ nổi danh đất thục để làm yên nhân vui vẻ nhưng lại quên Tiết Đào đã từng làm kỹ nữ. Trác Văn Quân lại càng tệ, trước kia đã từng tái giá. Mà Thác Bạch Yên Nhiên cũng đã từng hứa hôn, chỉ là chưa xuất giá thì vị hôn phu đã bệnh chết, thân thế có chút tương đồng với Trác Văn Quân, Tuy nói dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên khá đông, phong tục cũng không nghiêm khắc như ở Trung Nguyên. Thác Bạt Yên Nhiên là nữ nhân sinh ra và lớn lên ở đây, đối với phong tục nghiêm khắc càng không quan tâm. Nhưng cảnh ngộ tương đồng, ngâm bài thơ này ngược lại lại giống như là châm biếm nàng. Như vậy chẳng phải là càng trọc Yên Nhiên phát hỏa. Thác Bạt Yên Nhiên trừng mắt nhìn y thật lâu, nhận thấy bộ dáng hắn khóc không ra nước mắt, đột nhiên nhoèn miệng cười, mắt đẹp khéo léo lườm hắn một cái nói: Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất thương ly, đúng là rất cảm động so với chắc văn quân cũng được chỉ có điều đừng để một ngày ta đối với ngươi viết bạch đầu ngâm khúc ngâm đầu bạc thành quyết biệt thư thư ly biệt là được chú nhượng cận như chút được gánh nặng biết tiểu yêu tinh này chịu bỏ qua cho y vội vàng cam đoan nói ê không có nhượng cận đời này kiếp này chỉ có thể đối với y nhiên tấu một khúc vượng cầu hoàng phong hề nhất sinh cầu vượng hoàng ngón tay thành nhã như ngọc nhẹ nhàng cầm tay của y chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng trong đôi tròng mắt long lành như nước là muôn vàn nhu tình Phượng hề phượng hề quy cố hương, dù ngao tứ hài câu kỳ hoàng, hữu nhất diễm nữ tại thử đường, thất nhĩ nhân hà, độc ngã tràng, hà do giao tiếp vị uyên ương. Tiếng đàn bay lượn, thanh âm du dương, ở trong vườn trúc trầm bồng bay xa. Tống tiểu ái, khoanh tay, hai tay đứng trong rừng trúc, nghiêng tai lắng nghe một chút, vui vẻ khen. Hay cho khúc phượng cầu hoàng, tiếng hát đích thực rung động đến tâm can. Ôi ừ, đồ ngốc ngươi, sao lại dựa thân trúc ăn lá trúc nhỉ? Ngươi đâu phải là gấu mèo. Có phải ngươi không biết hát khúc này, ta vừa biết đàn lại biết hát, có muốn ta dạy ngươi không? Ngụ ăn Siêu ngạc nhiên a à một tiếng, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lúc này mới khôi phục thanh tình, hắn nhổ đã trúc ra khỏi miệng nói, ngươi nói gì? Dạy ta cái gì? Ta đang suy nghĩ, đồ con rùa kia rốt cuộc làm sao có thể từ trên trời rơi xuống, nó tại sao lại chỉ rơi trúng đầu chọc? Ôi, sao ngươi lại cốc đầu ta? Con rùa chính là như thế rất xuống đấy, Tống tiểu ái tức giận nói xong liền xoay người trầm trọng thẳng bước bỏ đi. Đêm trăng như nước, đình viện xây trên mặt nước, cầu kiều bảy khúc nối liền một đình trúc phía xa xa. Nam tân nữ khách mỗi người một bên, vừa không mất lễ nghĩa lại có thể nhìn từ xa thấy nhau. Lý An thật ra lại là người tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn. Dừng lăng một thân áo bào nhẹ, thắt lưng chỉ đơn giản buộc dây lưng màu tím, lộ ra vẻ anh Tuấn nhàn tàn, Chu Huyền Y ngồi đối diện, trên mặt thản nhiên mang ý cười thanh đạm như cúc, nhưng lại có vẻ kiêu ngạo của Thanh Trúc. Mặc dù không có được khí chất không hờn giận mà vẫn lộ uy nghi như Dương Lăng, nhưng lại có loại cảm giác ấm áp như tắm gió xuân. Ngồi trên hồ trong rừng trúc, khung cảnh êm ả à như trốn bồng lai tiên cảnh, ở đây như vậy khí chất của Chu Huyền Y lại càng thích hợp. Mọi người ở đây đều có thân phận không tầm thường, nhưng y dù tùy ý ngồi xuống vẫn có cảm giác hơn người. <laughs> Dù sao cũng không phải là tiền mỹ nữ, cho dù là tiền mỹ nữ không phải là có vị nhân huynh này hay sao? Dương Lăng cười dài, nước mắt nhìn Lư Sĩ Kiệt. Bộ dạng của Lư Sĩ Kiệt cũng không phải là khó nhìn, chỉ có điều đôi lông mày lúc nào cũng như sách lên, nhìn ai cũng giống như là xem thường người khác, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Hắn là kẻ thích ngông cuồng, trước cuồng cũng có trong tên của hắn, nhưng cũng chính sự cuồng này hủy hoại sự nghiệp của hắn. Kẻ tài chân chính đều hiểu được phải cân nhắc thời thế, Lưu Sứ Kiệt chính là một kẻ tài xuất sắc, thật sự có thể cho y mọi thứ y muốn. Tuy nhiên y quá bảo thủ, tự cho mình là nhân vật siêu phàm, cho nên Dương Lăng căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt. Hắn thật sự nhìn chúng chính là Chu Huyền Y và Dương Thận. Hai người trẻ tuổi này ngẫu nhiên lộ ra xuất sắc, hiểu biết cao hơn cả một tầng đầu so với đám học giả uyên thâm Dương Lăng từng gặp qua. Nhân duyên này khiến Dương Lăng ngoài ý mười phần vui mừng. Hắn rất muốn tiến cử hai nhân tài kiệt xuất này về kinh làm quan, trong triều có nhiều nguyên lão nhân sự thường xuyên thay đổi thực sự rất thiếu người tài có thể sử dụng nhất là khi tận mắt nhìn thấy những người giống như chính mình bây giờ dương lăng thật có cảm giác muốn cầu hiện tài như khát nước vậy cho nên hắn đêm nay tham dự tiệc rượu tuy là vì cảm tình với phu thê huyện chủ mở rộng quan hệ mục đích lớn hơn nữa vẫn là muốn thăm dò ý tứ của chu huyền y và dương thận nếu hai người bọn họ có thể trở thành môn hạ của hắn trong triều dĩ nhiên là hắn hết sức vui mừng nếu không muốn tiến cửa vào triều tương lai bọn họ tất nhiên cũng có thể trở thành liên minh mà mục đích quan trọng nhất là muốn đánh cỏ dọa rắn điều tra vương gia có ý mưu phản liên đới cực lớn Dừng làng chưa vào đất thục chính là muốn tránh cho thục vương hoài nghi nhưng từ lúc tin tức từ kinh thành truyền đến suy nghĩ của hắn đã thay đổi liễu bưu điều động một đám người tại thành đô khắp nơi hoạt động tìm hiểu mấy tháng liền đều không tìm được chứng cứ rõ ràng chứng tỏ thục vương có ý định mưu phản với thân phận không sai đại thần đến mỗi nơi ở thành đô nhất định sẽ bị cả đám người vây quanh trước mặt bao nhiêu người liệu có thể nào có biện pháp dò xét sự việc thập phần ẩn mật này cây cỏ mọc rậm rạp khó tìm nơi rắn ẩn nấp như vậy chỉ có cách lấy thân dụ rắn đánh cỏ dọa rắn khiến nó nghe thấy mà động tự mình lộ thân huyện chủ vốn là nữ nhi của hội bình quận vương hội bình quận vương và thục vương gia kết giao rất thân chỉ cần cố ý để lộ ra trong lời nói những lời này tất nhiên có thể truyền đến tai thục vương bất luận thục vương có hay không có ý đồ mưu phản đối với chuyện này thì sẽ có phản ứng thích hợp không cần biết hắn có nắm giữ được bao nhiêu tin tức hay có chứng cứ xác thực hay không Thục vương trước tiên cũng sẽ không dám mạo hiểm hành động, cũng không dám tự bộc lộ bản thân đến mức mưu sát không xa đại thần. Có khả năng nhất vẫn chính là ông ta cố gắng tiêu hủy chứng cứ tạo phản, như vậy còn có cơ hội thành công. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để sự việc xảy ra như vậy là thục vương quả thật có ý mưu phản, cho nên mọi lời nói ra cần phải thật khéo léo. Vừa phải làm cho người ta có cảm giác, hắn chỉ là nhất thời vô ý để lộ ra, vừa lập lờ nước đôi, không để người khác bắt được dụng ý thực sự. Thục vương nếu quả thật trong lòng nuôi quỷ kế, một lời nói nửa thật nửa giả cũng đủ để ông ta cân nhắc. Nhưng nếu hắn trong lời nói quá trực tiếp, chẳng những khiến người khác hoài nghi, mà nếu Thục Vương có ý mưu phản chỉ là tin đồn vô căn cứ, như vậy triều đình sẽ lâm vào thế bị độc. Một mùi hương thơm ngát từ trong gió mát đưa tới. Một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện trong hồ, nhẹ nhàng lướt tới trên mặt nước êm mà tạo thành từng vòng gợn sóng. Ít bóng xuống mặt hồ là hình ảnh nhóm tỳ nữ vẫn y phục đồ màu sắc bắt đầu dâng thức ăn. Chu trọng bát đối với tử tôn đúng là rất mực yêu thương. Quan hàng nhất phẩm trong triều bồng lộc là 87 lượng hoàng kim, và ông ta thân là hoàng tộc chẳng những bồng lộc phiên vương một năm năm vạn lượng hai vạn năm nghìn quan tiền xe ngựa lụa là gấm vóc trà muối mỗi năm đều được chu cấp đầy đủ ngay như chức danh thấp nhất phụ quốc trung úy một năm cũng bồng lộc hai trăm lượng lại thêm có đất phong thì của cải sung túc càng khó mà tưởng tượng được cho nên mới nói đám con cháu hoàng tộc đúng là rất được hậu đãi phú tê huyện chủ có bồng lộc có đất phong lại biết cách làm giàu trong nhà sang giàu phú quý tự nhiên chọn lựa đồ ăn cũng chính là cao lương mỹ vị nhất phẩm tay gấu gia thường hải sâm vị cá nướng khổng tước xoài đuôi tôm sa vọng nguyệt sơn thủy vô dung từng món đều dậy mùi thơm làm cho người ta nhìn là muốn ăn món ăn tứ xuyên nhiều vị nhiều cách chế biến có câu nói rằng nhất thái nhất cách bách thái bách vị rất đến khi chỉ sử dụng một hương vị ngay cả việc lúc này chưa bỏ ớt vào cũng là một cách nêm dân lăng lần là đầu tiên nếm món cay tứ xuyên chính gốc nổi tiếng minh triều cũng cảm thấy vừa miệng Ngoài ra còn có món lấy đông trùng hạ thảo nấu vịt kích thích vị giác, món canh bò hầm, miếng thịt non mềm mang theo mỹ vị càng làm cho hắn cảm thấy thích thú. Minh Triều vì muốn phát triển sản xuất nông nghiệp nên nghiêm cấm giết trâu bò cày ruộng. Tuy nhiên dựa theo giải thích của Nghi Tân Lý An, thịt này đều là những con bị triều đình loại bỏ dùng để thiết đãi khâm sai, cũng sẽ không tính là vi phạm lệnh cấm. Dường làng vừa đưa một miếng thịt bò non mềm vào miệng, liền thấy thay đổi, tươi ngon vô cùng, Rõ ràng chỉ là thịt bò non mới sinh, tuy nhiên lại sự việc giả vờ thanh niêm này cũng có chút nhạy cảm. Dương Lăng ăn một miếng đầy miệng cũng giả vờ hồ đồ không để ý tới. Một chàng thanh âm vui vẻ từ một bàn nữ khách chuyển đến. Thanh âm càng lúc càng to, bàn nam nhân uống rượu cũng không khỏi chuyển ánh mắt nhìn đến. Nhân cơ hội này, Dương Lăng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn chén, nhìn Dương Thận cười. Dương nó Đệ tài hoa hơn người, chỉ có điều không biết có từng tham gia khoa cử đặt danh hiệu gì không. Dương Thận hạ thấp người cười nói, tổ phụ trong người không khỏe, thần vẫn bồi tại bên người thay phụ thân tận hiếu cho nên bỏ lỡ kỳ thi hương hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là cậu tú tài dương lăng chợt cảm thấy ngao ngán hắn vốn định ngay lập tức tiến cử dương thần vào triều nhưng lại nghe y vì phụng dưỡng tổ phụ cho nên thi hương cũng chưa tham dự không khỏi cảm thấy thất vọng chính hắn cũng hiểu hiếu đạo so với thi cử quan danh càng quan trọng bây giờ dù hắn muốn mời y vào triều cũng thật khó mở đời hắn thở dài so với tài năng của dương lão đệ thì thi hương cũng chỉ là chuyện vụn vặt dù là vào kinh thì cũng nhất định là đứng đầu bảng vàng chỉ cần phụng dưỡng tổ phụ sang năm liệu có trì hoãn không đi thi dương thần nét mặt giãn ra một nụ cười nói bệnh tình của tổ phụ cũng đã có chuyển biến hiện giờ thân thể khỏe mạnh thần đã muốn sang năm thi hương mong đạt được danh cử nhân sau đó lên kinh đi thi dương là nghe vậy thì mừng rỡ vội nói thi hương phải đợi một năm và kinh thi phải đợi ba năm nếu có thể đỗ đặt cao cũng phải ở hàn lâm viện thêm vài năm cho nên lúc ra ngoài làm quan không biết vào đợi bao nhiêu năm Dâu huynh đệ một thân tài học, bản quan vô cùng tán thưởng. Triều đình hiện nay đang rất thiếu hiện tài, bản quan đặc biệt tiến cử người vào triều, ngươi thấy thế nào? Việc này, Dương Thần tim đập thình thịch, tham gia khoa cử và Dương Lăng đặc biệt kiểm tra là hai chuyện không giống nhau. Chính là kẻ mang tài học trác tuyết, thành danh nổi tiếng vang đến tận triều đình, do ba vị trọng thần hàng nhất phẩm trở nên tiến cử, hoàng thượng có thể đặc biệt ban chỉ trọng dụng. Nói cách khác, kẻ này chẳng những không phải chịu sự soi mói của đám quan viên đi con được chính đạo, mà lại còn được tôn sùng. Từ trước đến nay, những người được tôn sùng đều là những học giả uyên thâm, rồi mài kinh sử đến đầu bạc tóc trắng. Chức vị kia nếu không phải là kẻ bất phàm, hẳn còn phải chờ đợi mấy chục năm. Hiện giờ chính bản thân có cơ hội, Dương tật làm sao không thể không động tâm. Lưu Sĩ Kiệt thản nhiên như thường, giống như không nghe thấy gì, ngẩng đầu lên phốc một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, hướng Chu Huyền đi ha ha cười. cười. rượu ngon, rượu ngon. Này, đã chất những ta và ngươi muốn lấy từ lâu lý an cũng không chịu lấy ra hôm nay đều là nhờ phúc của khâm sai đại nhân <laughs> huyền y còn không mau uống thêm hai chén chu huyền y hiểu biết tính cách của người bằng hữu này bề ngoài luôn làm vẻ ngông cuồng không phải may gánh nặng nhưng kỳ thực lại luôn mang gánh nặng lên người mà không bỏ xuống được bây giờ nhìn bề ngoài giống như kẻ độ lượng nhưng trong lòng nhất định không vui vẻ Ý cũng liền ra vẻ không biết rót cho lưu sĩ kiệt một ly hai người vui vẻ uống rượu dương tận cúi đầu trầm ngâm một lát rốt cuộc cũng lúng túng ngẩng đầu mà cười nói À, cái này ý tốt của đại nhân tại hạ thực sự cảm kích nhưng thân và tại hạ có chút đặc biệt nếu như đại nhân tiến cử e là sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của đại nhân dương lang kinh ngạc nói thân phận của ngươi có gì đặc biệt dương thật bất đắc dĩ đứng lên hướng hắn thì lễ một cái nói mong đại nhân công trách tại hạ trong lòng ngưỡng mộ thanh danh của đại nhân cũng có phần tán thành con đường chính trị của đại nhân lúc này mới mà muội kết giao tại hạ đích thật họ dương tên thật chỉ là bách tính bình thường nhưng tại hạ có một điều chưa báo báo với đại nhân Giáp phụ tên húy là đình hòa chính là là đương triều à ngươi là nhi tử của dương đại học sĩ dương làng vỗ chắn một cái trột dạ bà cười nói như vậy chuyện tiến cử dương thận là không thể lỗ mãng thực hiện hắn tuy không sợ người khác đàm tiếu hắn dùng người này để lấy lòng dương đình hòa trong chiều mở rộng thế lực của bản thân quan hệ của hắn và dương đình hòa cũng không phải là tệ lắm ở trong chiều cũng có chút thông cảm lẫn nhau tuy nhiên chính kiến hai người có chút khác biệt nếu tiến cử nhi tử của ông ta phụ thân lại không chấp thuận, không phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Dương Lăng ngậm nghĩ một chút lắc đầu. Ừ, Dương Lão Đệ, với tài năng của ngươi, nếu muốn đi con đường chính đạo cũng phải hơn 10 năm. Bản quan cảm thấy cũng không dễ dàng. Được kiêm hoàng thượng, chăm lo việc nước, cầu tài như khát, tục ngữ có câu. Nội cử bất tị thân, ngoại cử bất tị kiều, húng hồ lệnh tôn chẳng qua cũng chỉ là quan viên trong triều mà thôi. Hắn thản nhiên nói, không giấu gì ngươi, chính kiến của ta và lệnh tôn có chút khác biệt, có khi ở trong triều cũng không tránh được tranh cãi, nhưng suy cho cùng chúng ta cũng là vì dân vì nước không phải vì bản thân ta tin tưởng dương lão đệ vào triều làm quan cũng sẽ lấy xã tắc làm trọng sẽ không làm nên chuyện phụ thừa kết bè phái nhưng nếu ngươi và lệnh tôn có cùng suy nghĩ có khi nào chỉ vì tránh người khác nghi ngờ mà cái nên tán thành lại không tán thành hay không dương thận hơi những đầu lưng mày lên trên gương mặt luôn hiền hòa của y lộ ra một tia ngạo khí cao giọng nói tất nhiên là sẽ không ta nếu làm quan tuy là quan hệ phụ tử lại là quan một chiều cái gì nên giữ vững ta sẽ giữ vững, cái gì nên phản đối ta sẽ phản đối. Sao có thể do dự một khi đã bị đặt điều, giữa lúc tiến thoái lại tính chuyện thiệt hơn. Tiểu tử này trong cứng ngoài mềm là kẻ có cương có nhu, chỉ có điều còn ít tuổi cho nên không chịu nổi đà kích. Dương Lăng cười thầm trong lòng, nghe ý nói xong liền vỗ tay ủng hộ nói, đúng là quân tử ngay thẳng đâu sợ tiểu nhân rèm pha. Sau này người làm quan sẽ rõ, bất kể ngươi làm thế nào, bất kể ngươi quang minh lỗi lạc đến đâu, luôn luôn có kẻ theo dõi đặt điều, Chuyện bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử là chuyện từ trước đến giờ sẽ không thể biến mất. E ngại bọn chúng làm gì, cách nhìn nhận này của ta, người không thích phiền chứ. Dương Lăng trong lời nói rất có ý trêu gạo y. Chính mình chỉ biết làm theo chính mình khí phách. Dương thần cảm thấy trong huyết khí sôi sục lồng ngực. Nhớn mày nói. Nói rất hay. Tự cầu tự nói, kẻ xấu có tìm đến chính là ta đã quá lộ liễu rồi. Dương thần dừng một chút rồi nói tiếp. Tài hạ đêm nay liền viết một phong thư, đem suy nghĩ của ta báo cho gia phụ biết, nhận được hồi âm sẽ báo lại với đại nhân. Dương Đình Hòa đối với việc này đương nhiên là có trách nhiệm, Dương Năng cũng không thể ngăn cản phụ tử bọn họ thương lượng, cho nên gật đầu đáp, được, như vậy bản quan liền chờ tin tức của ngươi. Chu Huyền Y vẫn luôn mỉm cười nghe hai người nói chuyện, lúc này mới mặt mày hớn hở nâng chén rượu lên, nói: "Chúc mừng Dương Thần lão đệ có thể được không sai đại nhân khen ngợi như vậy." Thừa Phong phá lãng đương thử thì, tức là mượn gió vượt sóng đúng lúc này. Thực quài vân phàm tề thương hải, tức là buông mây treo cao vượt biển cả. <laughs> cũng chúc mừng không sai đại nhân, có được một nhân tài, dương thật lão đệ, nếu như được đại nhân giúp đỡ, từng là nhân định có thể trở thành trụ cột quốc gia, nào nào nào, chúng ta uống cả chén này. Dương Lăng trong lòng tràn đầy vui mừng, nâng chén hướng mọi người, chúc một cái, sau đó uống cạn một hơi. Đỡ tay áo bày ra đáy chén, có vẻ cực kỳ giảng khoái, trong bàn có kẻ uống rượu mừng, có kẻ lại uống giấm chua, bất kể là cái gì, cũng đồng loạt uống. Dương Lăng không biết rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay đã mở đầu trong một đời công danh sự nghiệp của Dương Thần, nhưng đó chỉ là chuyện của Đại Minh trong tương lai. Bà Sơn đất thục, đất đai mỏ mỡ hơn 100 năm, mới vất vả nuôi dưỡng ra được một mầm trạng nguyên, nhưng cũng bị hắn đào đi rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 124 của Ngộ Vậy Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 125.